đời sắp sẵn đến đầu của anh em mình rồi. Trời ơi, mẹ không biết giải quyết làm cách nào hết. Ừ, để em nói cho nghe. Thật á? Ừ. Bây giờ anh tính sao? Để sau trận đấu anh sẽ có cách. Nhá, yên tâm. Ngay bây giờ thì em đi đón bạn đó về sân cho anh. Dạ. Nha, cảm ơn em. Nhắn lên nha anh. Nha. Em đừng làm anh bối rối thêm. Nhá. Lo lắng thêm. Rồi, ok. Bảo vệ tính mạng nha. Dạ. Rồi, em đi nha. Bức thư của bạn Nguyễn Đức Duy đến từ Biên Hòa Đồng Nai. Đầu tiên con xin chào thầy Hồng Sơn, ban huấn luyện. Con tên là Nguyễn Đức Duy. Con đã vượt qua vòng tuyển sinh và lọt vào top 60. Con đã đợi cả tháng nay nhưng con không thấy chương trình hồi âm cho con. Con đã xem tập 3 và tập 4. Con thấy top 20 có 4 thủ môn. Con có thể đọc lại chỗ này không? Con cảm thấy không phục vì 4 bạn đó không bằng con. Đặc biệt là bạn Nhật Cường. Nhật Cường chụp rất dở. Bạn ấy rất mong muốn chương trình cho bạn một cái cơ hội. Các bạn đã sẵn sàng để chúng ta thử thách chưa? Ok. Từ bức thư và mong muốn thách đấu với 4 thủ môn trong top 20, huấn luyện viên Hồng Sơn đã quyết định cho Đức Duy một cơ hội thể hiện khả năng của mình. Nếu Đức Duy có thể vượt qua được một trong 4 thủ môn thì sẽ được thay thế vị trí đó. Kết quả như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Đấy, sút chân mạnh đấy nhá, không có nhường nhịn nhé kìa. Ốt ốt đi vào rồi, Cường vào đi. Tốt tốt tốt, Bình là mạnh mẽ lên rồi. Bạn nào Duy vào, 4 thủ môn này đã kiểm tra cái bài này rồi. Tốt, cố lên cố lên, quả nữa. Tốt, 5 người thế là tốt rồi. Huấn luyện viên chấp nhận và trọng tài chính cũng chấp nhận cho bạn ấy thay thế đội thủ môn của đội SNN. Đức Duy có tỏa sáng trận đấu này hay không nhé? Cùng cổ vũ cho Đức Duy. Đức Duy ơi, cố lên nào. Cố đi, hay quá. Cố đi, cố đi. Oh. Yeah, tuyệt vời lắm Đức Duy. Hay quá, hay quá. Wow. Xuống, kéo xuống. Kéo xuống. Nhưng mà tôi thấy là đúng là khi mà có Đức Duy vào thì tinh thần thi đấu của SNA đã cao lên rất nhiều rồi đấy. Chính xác. Như các bạn đã bị áp lực bởi Đức Duy vào vị trí thủ môn của SNA. Đây là một cái điểm sáng, một cái sức mạnh truyền cho SNA ở trận đấu này. Bây giờ là Yui Sun. SNA đang làm rất tốt những gì lúc này. Pha bóng hay quá, Đức Duy ơi. Đức Duy tuyệt vời. Chuẩn của Nguyễn Hoàng Quân. Số 4 Duy Nguyễn. Số 2 vào không? Wow, đó là một pha cản cũng khá tốt cho đội SNA. Hoàng Quân sao đâu? Hay quá luôn ơi. Đức Duy tuyệt vời. Cầu thủ nhí tiếp tục thiết lập thế nhưng không thành công và bây giờ lợi thế. Đó rồi, cố lên. Vẫn là số 2, số 5. Sao đây? Rất khó, có một mình số 5 Vũ Minh ở đó thôi. Nguyễn này chuyền chính xác thôi nào. Duy Nguyễn đang bị huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hồng Sơn nhắc nhở bởi những đường chuyền không chính xác cho mình. Rất quyết liệt, phải nói là những pha vào bóng rất quyết liệt của cả hai bên. Chính xác. Không, không, không. Wow, tuyệt vời, pha đánh đầu. Wow, chàng trai ấy là ai? Số 2 vừa rồi đại nhân đã bị phân tâm bởi sự chuyên nghiệp của cầu thủ trên sân bóng là đầu đội bóng chứ không phải là đầu đội bóng luôn. Và không ư? Sao vậy? Tôi thấy thủ môn đã giơ tay trước khi bóng gần tới nhưng trọng tài không thấy. Thủ môn đã bị một vấn đề ở giơ tay trước khi bóng tới vị trí anh ấy mà trọng tài không để ý. Có thể là bàn lỗi, bàn thắng vừa rồi không được ghi nhận. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha hình ảnh lâm trận. Không, nhưng theo luật của chương trình thì các cầu thủ không thể nào mà lăn ra khi mà trọng tài chưa cho phép được. Chính vì thế mà tôi nghĩ là bàn thắng vừa rồi vẫn hợp lệ. Qua một số các cái bài test kiểm tra về thủ môn thì rất cảm ơn Duy cũng đã có một tinh thần rất đam mê cũng như là có những cái chính kiến của mình. Tuy nhiên thì qua một số các cái bài test kiểm tra về thủ môn thì rất cảm ơn Duy cũng đã có một tinh thần rất đam mê cũng như là có những cái chính kiến của mình. Tuy nhiên thì Duy cũng phải cảm nhận thấy rằng là thứ nhất là cái thể hình của mình so với các bạn sao? Bé hơn. Cái thứ hai là bắt bóng bổng hoặc là cái sự ra vào để hỗ trợ cho đồng đội là mình cũng bị hạn chế hơn đúng không? Duy là vẫn hơi bị thế này, tức là hơi mở quá, hai ngón cái mở rộng quá thì khi mà cái lực của đối phương sút mạnh ấy là nó sẽ bị trượt. Nhưng mà hôm nay thử sức với các bạn thấy thế nào? Vẫn chưa được. Ừ, vẫn chưa được lắm đúng không? Thì mình phải cố gắng hơn nữa. Còn những cái cơ hội khác
tham gia những cái chương trình khác, tiếp tục nuôi dưỡng những cái niềm đam mê bóng đá của mình nhá. Hứa thầy con hứa sẽ giảm cân, để cho em chiều cao. Đúng rồi. Để tham gia cầu thủ nữ 2021. Cảm ơn bạn Duy rất là nhiều về tập luyện. Ok rồi. Từ Đồng Nai, cậu bé Đức Duy một lần nữa tìm kiếm cơ hội tại chương trình cầu thủ nhí 2020 qua việc thách đấu giành tấm vé vào vị trí thủ môn. Sự nỗ lực và không bao giờ bỏ cuộc này đã khiến nhiều bạn nhỏ khâm phục. Hẹn gặp lại Đức Duy tại cầu thủ nhí 2021 nhé.